Thưa quý vị, tại tỉnh Khánh Hòa, những ngày qua có mưa rất to, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đã có không ít người bất chấp nguy hiểm để chạy xe máy lên cầu gỗ vốn đã xuống cấp để vượt sông. Hình ảnh con người nhỏ bé giữa mênh mông sông nước cho thấy rõ sự chủ quan trước tính mạng của bà con. Tại cây cầu gỗ Phú Kiển bắc qua con sông Cái, tỉnh Khánh Hòa, dưới cơn mưa lớn, mặt cầu gỗ rất trơn trượt, nhiều người dân vẫn chạy xe máy lên cầu vượt sông khi dòng lũ bắt đầu dâng cao. Cảnh từng chiếc xe máy chạy lẻ loi trên chiếc cầu dài gần 500m dưới cơn mưa tầm tã, bốn bề mênh mông nước đã gây rùng mình cho những ai nhìn thấy trước những hiểm nguy luôn rình rập. Đã từng xảy ra tai nạn người và xe bị rơi xuống sông khi nhiều nhịp cầu bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi trong mùa mưa lũ năm trước. Hàng năm khi đến mùa mưa lũ, chính quyền đã buộc phải tháo dỡ hàng chục nhịp cầu đoạn ngay giữa lòng sông để đảm bảo an toàn, khiến cho người dân các xã phường Cánh Bắc phải đi đường vòng dài hàng chục cây số để vào trung tâm thành phố Nha Trang và ngược lại. Được biết, tình trạng vượt sông rất nguy hiểm đã diễn ra nhiều năm vừa qua, người dân địa phương rất cần một cái cầu bê tông vững chắc để thay thế.